Bà này, đang định đi tìm chúng mày đây. Này chúng mày, phòng thủ cấp độ 1, bà tướng bắt đầu ra đòn. Tôi xin các anh đừng ị ở nhà tôi nữa. Có cái gì rồi chúng ta cùng đàm phán. Bác Trung cứ bảo bác Trướng vụt cho mỗi thằng một phát. Đã mất công mang gậy ra đây rồi thì vụt luôn. Này, bác không làm được, để tao nữa đây. Không nữa. Nào. Đây. Về nhanh nhá. Thôi, đừng làm thế nữa. Ra đây.